Sau 10 năm phấn đấu thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, sáng nay huyện Thường Tín, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thường Tín là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong những năm qua, huyện Thường Tín, Hà Nội đã tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới, với 16 mô hình ứng dụng công nghệ cao, 12 mô hình liên kết 4 nhà, các chương trình OCOP trên địa bàn đã nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đời sống người dân, các hệ thống hạ tầng xã hội cũng được xây dựng đồng bộ, diện mạo khang trang sạch đẹp. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Thường Tín đạt 55 triệu đồng một người một năm, chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được cải thiện đáng kể. Chúng tôi đã đề ra các cái kế hoạch để mà tập trung thực hiện. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển các cái cụm công nghiệp làng nghề để thu hút các cái làng nghề truyền thống, cùng với đó tìm mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, những hạ tầng khung để mà có cái điều kiện phát triển, định hướng ở một vùng nông thôn mới nâng cao nhưng tiệm cận với đô thị hóa. Thời gian tới, huyện Thường Tín, Hà Nội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn cận đô bền vững.